như buổi sáng ngày hôm nay với cái nội dung bài thuyết minh với tư cách là một đoàn khách tham quan. Vâng. Thì thực sự là thầy giáo đã giúp bản thân em cũng như tất cả các bạn học viên ở đây thêm yêu hơn cái nghề của mình. Vâng. Yêu làm, yêu ngôi mái nhà chung này. Vâng. Đó chính là cái tài của người hướng dẫn viên. Vâng. Và kinh nghiệm của thầy trong suốt 20 năm qua đã truyền tải cho bọn em. Vâng. Và cảm ơn thầy, và cũng xin thay mặt cho tất cả các bạn học viên xin gửi tới thầy lời chúc sức khỏe và chúc thầy có thật nhiều cống hiến hơn nữa cho cái ngành du lịch để giúp phần quảng bá cái văn hóa Việt Nam tới du khách trong nước và quốc tế. Cảm ơn. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụn qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông núi hàng mái ta xúm vầy.